Hello. Khỏe không? Khỏe không? Mời. Chờ Bill. Chờ từ sáng đến giờ luôn. Mới vừa tới, kẹt xe quá. Ok, không sao. Lâu lắm em mới gặp ấy nhở. Anh em mình chắc là phải biết nhau đến gần chục năm ấy nhở. Chi chắc không biết Bill đâu. Bill biết về Chi, có điện thoại rồi. Lần đầu tiên gặp Bill là phải là 8 năm ấy. Năm năm trước. Đợt mà mới về xong rồi. Đúng đi rồi. Chỗ ở Sài Gòn Chốc Cơ rồi các thứ. Chào quý vị các bạn, ngày hôm nay thì ở phần đầu tiên của chương trình chúng ta sẽ cùng nhau ngồi với Achi để lắng nghe cũng như là biết được con đường đến với eSports của Achi, một trong những tuyển thủ lão làng của làng Lấy Miền Thoại cũng như là eSports của Việt Nam. Chào Achi. Chào Bill. Rất là vui và hân hạnh được ngồi với một trong những huyền thoại của làng eSports ở Việt Nam. Mình biết đến Achi chắc phải hơn 10 năm. Tầm đó 10 năm. Mình livestream theo cái ngành này 10 năm thì ngay từ những ngày đầu tiên là đã nghe tên Achi rồi. Từ hồi đi đây Dota. Rồi LOL. Đến với ngày hôm nay. Để mà nói về cái tên của Achi thì chắc là các bạn trẻ, thật trẻ bây giờ thì ít người để ý. Chứ còn những người mà theo thời kỳ đầu của eSports thì chắc chắn là không thể biết. Điều gì đã làm cho Achi quyết tâm theo đuổi con đường này đến vậy? Thật ra thì từ lúc nhỏ đã thích về game rồi. Game gì mình cũng chơi. Thì Nintendo, PlayStation, rồi game trên PC. Thì đặc biệt là cái game mà đầu tiên mình chơi đó là thể loại mà MOBA mà ở đây á, thì mình chơi thì mình cảm thấy cái game đó nó có một cái gọi là cuốn hút nè, xong rồi có tư duy, rồi có đồng đội nữa. Thì mình dần dần mình thích cái thể loại đó và mình quyết tâm mình theo đuổi tới bây giờ. Chính xác thì điều gì đã dẫn dắt Achi vào, hay là chỉ đơn giản là vì mình thích chơi game, mình được cứ chơi rồi từ từ đúng không ạ? Nói chung là sự cạnh tranh, những giây phút thăng hoa hay chỉ đơn giản là một đứa trẻ hồi đó thích chơi game. Cái niềm vui khi mình được chơi và được trải nghiệm thì điều đó dẫn mình tới cái việc là mình muốn được chơi game nhiều hơn. Và mình theo đuổi nó một cách mà điên cuồng hay? Nghiêm túc. Nghiêm túc. Có bao giờ trên cái con đường đấy Achi cảm thấy lo lắng không? Lo lắng vì năng lực, lo lắng vì tiền tài, lo lắng vì... Thì thật ra lúc mà theo đuổi con nghề đó, theo đuổi cái con đường này thì Achi đã nói với bản thân là sẽ không có hối hận. Tại vì mình đã quyết định đi trên con đường này và rất nhiều người ngăn cản mình. Và mình chứng minh cho họ là cái con đường này nó khó nhưng mà nó có thể đi được. Và nó có thể tự lo cho bản thân được. Thì Achi muốn chứng minh cho những người hồi đó ngăn cản Achi là có gia đình nè. Nhưng mà dần dần thì họ hiểu được và họ thông cảm và bắt đầu là mình cứ đi tiếp cái con đường này, bước tiếp. Nếu như để cho Achi nói chính xác con đường eSports để Achi đã đi thì Achi nói sẽ là bao nhiêu năm? Theo Achi thì con đường này cũng có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm, tại vì càng ngày nó sẽ càng phát triển. Không, theo trước đây ấy, có lẽ là từ lúc mà Achi bắt đầu bước vào ấy, để mà tự tính trên đúng những cái gì, từ lúc mà mình chơi game cho vui cho đến khi mình bắt đầu nghiêm túc cho đến bây giờ, thì từ lúc nghiêm túc là từ lúc nào đến bây giờ? Từ lúc Achi đánh như độ từ lúc nghiêm túc á là năm bước qua Liên Minh và năm 2012. Thì mình mới bắt đầu nghiêm túc trên con đường này. 8 năm. Tại vì trước đó là năm 2017 là mình chơi các thể loại là đi đây Dota, là mình có lúc đó là mình chơi vì mình đam mê. Mình chơi vì đam mê và mình muốn được cải thiện cái kỹ năng của mình. Và mình càng chơi càng tiếp xúc với những người giỏi hơn. Và từ từ mình học hỏi được. Và khi mà bước qua năm 2012 á, thì mình bắt đầu cảm thấy đây là có thể được xem như là một cái nghề. Thì mình... Nếu như mình không nhầm thì hình như là bên Gaina hay là bên đài truyền hình có đến làm một cái quay ở nhà của Achi đúng không nhỉ?
Gagana cũng có quay và đài truyền hình cũng có quay và thậm chí là Riot cũng có quay. Cái lúc đó có phải là cái sự ghi nhận của gia đình đã thay đổi không? Thật ra thì cái lúc mà 2017 á là mình chơi và mình tự lập được là mình tự lập từ 2017 và sang tới những cái bước ngoặt như là 2012 thì gia đình bắt đầu chấp nhận và càng ngày thì gia đình thấy cái bộ môn đó thì nó cũng nhiều người đón nhận và nhiều người chấp nhận thì gia đình sẽ không nói vấn đề đó nữa và tiếp tục ủng hộ anh chị. Cái căng thẳng nhất mà gia đình đã gặp phải với anh chị trên con đường mà anh chị thay đổi đam mê là thời điểm nào? Đó là vấn đề là khi mình quyết định mà mình dừng học để mình theo đuổi con đường này. Đấy là năm bao nhiêu nhỉ? Năm 2007 luôn. 2007 luôn. 2007 luôn. Đây là thời điểm 2007. Ờ 2007 thì cái đó là anh chị quyết định đưa ra một cái quyết định là bây giờ cảm thấy là mình thích cái này hơn. Và mình lúc đó là nhà nói là ba đi. Lúc đó ba nói là nếu mà con quyết định đường này thì con phải tự lo. Thì lúc đó Chi nói ồ, đồng ý. Và từ lúc 2007 tới giờ thì Chi đã tự lập tới bây giờ. Thì sau một khoảng thời gian mà mình tiến con đường chuyên nghiệp á, thì cái lúc mà Chi có tham gia đánh giải á, thì ba cũng hiểu. Và mỗi lần Chi đánh thì ba đều mở lên và share và ủng hộ. Thì mình rất là cảm kích về cái sự đồng cảm đến từ ba đã dành cho mình. Chết nước quá Bill. Sorry, lỗi. Lỗi. Lấy liền. Sorry, thật sự là lần nào cái khách nào gần như là 100% khách nào mình cũng thích học hết. Khách nào thích vào câu chuyện luôn. Có bao giờ trước trận đấu bố mẹ của anh chị nhắn tin đủ gọi là con ơi cố lên rồi trận này liệu có khó không quá thứ không? Thật ra thì có, nhưng mà đa số thì những cái chuyến mà mình đi ra nước ngoài á thì họ lo ha, là trước khi đi là nó là qua bển là nhớ giữ sức khỏe rồi kiểu cố gắng đánh vậy đó thôi, âm thầm họ cổ vũ thôi. Có đã bao giờ bố mẹ buồn vì một thất bại hay một cái chiến bại của anh chị chưa? Nhiều chứ. Lúc mà mình thua nè, xong rồi mình thất bại á là thì mình có hay gọi về nhà dẫn ba mẹ đi ăn. Thì mình nói sao dạo này thua nhiều. Thì lúc đó thì mình cảm thấy là nó có một chút gì nó buồn. Mình kiểu mình không cố gắng. Mình thua dẫn tới người nhà mình buồn á thì mình cũng phải buồn luôn. lúc đấy thường thì bố mẹ sẽ nói gì? Ngoài việc mình nên là có nói là liệu đánh được nữa không hay là có ngăn cản hay nào? Nói chung là cũng không ngăn cản mà cũng cố lên thôi. Chỉ có là cố lên rồi đừng có thua nữa là được. Thấy có vẻ là nhẹ nhàng. Chỉ là cho một sự lựa chọn, nếu như mà đã chọn đi theo con đường này thì phải tự lập. Và khi đã chứng minh được là tự lập được thì bố mẹ sẽ ủng hộ, như nhận. Đúng. Ai chính cảm thấy là con đường đấy của mình may mắn hơn những người khác? Thật ra thì Chi cũng nghĩ là mình may mắn hơn những người khác tại vì mình thuộc vào cái top là mình đi đầu. Tại vì mình đi đầu thì mình là người mở đường cho những thế hệ sau. Mình đi đầu thì mình có những cái kinh nghiệm và mình có những cái mà kinh nghiệm chiến đấu hay gì đó mình tích lũy dần dần mình chuyển nha. Nên mình cái con đường của mình nó dễ. Hỏi cái này sẽ hơi khách sáo và có phần hơi vô duyên, nhưng gia đình anh Chi có khá giả hay là bình thường hay là như thế nào? Thật ra gia đình anh Chi thì là một gia đình bình thường đấy, không khá giả cũng không. Có phải đấy là một cái may mắn nữa của anh Chi, nó sẽ không tạo áp lực về mặt tài chính hay là cái sự lo lắng cho anh Chi tương lai không? Để anh Chi có thể theo đuổi đam mê của mình. Đó cũng là một vấn đề là anh Chi không phải kiểu mà phải lo cho gia đình, chỉ lo cho bản thân thôi. Thì gia đình rất là ủng hộ anh Chi. Chi cũng phải không nghĩ nhiều về gia đình phải khó khăn tài chính hay gì. Thì mình cứ tập trung vào con đường này và mình lo cho mình trước đã. Thời điểm mà về Sài Gòn Joker đấy là một cái duyên hay là một lời mời hay là... Bởi vì
theo như mà Bill biết, năm 2011 thì phải hình như là có một giải của một bộ môn khác liên quan như là Dota 2, hình như cũng mời Sova đi thi đấu. Thì cái ngã rẽ số phận định mệnh đấy theo Achi nó là cái duyên hay đó là cái sự lựa chọn của Achi hay một câu chuyện đằng sau khác mà Bill chưa biết? Thật ra là lúc đó là cũng là một cái ngã rẽ, tại vì lúc đó là bên T1 thì họ mời Sova. Yeah. Thì lúc đó là team mình đã chạy đôn chạy đáo đi làm visa rồi làm bảo hiểm để bay, nhưng mà rốt cuộc thì không kịp. Và lúc đó thì Suzun không kịp đi thì team mình FB lúc đó cũng dừng lại luôn và họ quyết định là ngưng không đánh nữa. Thì lúc đó thì có anh Kahuna bên Gagana mời mình về và lập một team và cho mình lập một team, đó là lựa chọn những bạn để thành lập cái SDG. Lúc đó là ngã rẽ của mình là vô SDG luôn. Nghe có vẻ rất là mượt nha. Nghe có vẻ rất là mượt đấy, là số phận nó không được cái này và cái khác nó xuất hiện để mình lựa chọn. Nếu như nó chỉ là nếu thì vì đã quá rất là lâu rồi. Nếu như thời điểm đó mà Achi đi được T1 từ International 1 ấy thì Achi nghĩ rằng liệu số phận nó có thay đổi không? Nếu mà lúc đó mà Achi và team đi được T1 á thì có lẽ bây giờ không có một cái tên Achi LL xuất hiện, sẽ là một cái tên Dota 2 Achi vậy đó. Mình nghĩ là thật sự luôn. Thật sự. Có nghĩa là đấy chính là cái ngã rẽ. Đúng. Mình chọn game nào là mình sẽ theo đuổi. Với thực lực của Star Wars tại thời điểm 2010-2011 đó thì Achi nghĩ là liệu có thành tích cao không tại T1? Thật ra cái lúc mà bên T1 mời á thì SB đang luyện tập chắc cũng được 15 ngày là để làm quen với Dota 2. Là phải là các con tướng rồi địa hình như thế nào đang làm quen. Thì nếu mà đi á thì nói chung game đó nó cũng không làm khó SB đâu, tại vì SB họ có một cái teamwork với lại họ chơi chung với nhau, thì mình nghĩ qua đó thì cao lắm mình sẽ vào được top 4 đội, thì mình nghĩ như vậy. Dota 2 là một cái niềm đam mê rất là lớn và cháy bỏng của Bill tại thời điểm đó. Thì thật sự nếu như mà Star Wars 3 thời điểm đó mà được top 4 ấy, có khi thị trường Dota 2 tại Việt Nam có lẽ sẽ rất rất siêu siêu bùng nổ. Vì tiền thưởng lúc đó là giải thưởng đầu tiên một giải đấu eSports mà là 1 triệu đô. Vẫn còn nhớ đấy là giải đấu mà Na'Vi, Netus Vincere đã lên chức vô địch. Tại vì lúc đó là nhớ không lầm là còn 6 ngày nữa là bay. Mà bên đây á, bên sau 3 nó mình làm không kịp. Và bên TI á thì họ phải gửi mail về liên tục, họ gửi tới lại số quán nhưng mà cuối cùng cũng không kịp. Chỉ cách một ngày nữa là kịp, mà lúc đó là chạy hết chỗ luôn rồi mà cũng không làm kịp. Rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc. Có những huyền thoại chút xíu nữa thôi là những cái tên tuổi rất là khác rồi. Vậy thì sau khi mà tham gia vào Sài Gòn Joker, Achi thấy có lạ lẫm không với một con game hoàn toàn mới tại thời điểm đó là đem điện thoại? Trước khi mà Gagana đem con game này về thì Kahuna đã cho mình thấy và cho mình một nick để test thử server NA đó, là server Bắc Mỹ. Thì mình chơi và mình cảm thấy là tựa game này nó cũng một dạng mới nổi, cũng là MOBA, thì mình thấy nó cũng ok. Và mình bắt đầu mình chơi và mình chừng mình thích. Thì sau đó Kahuna có một cái kế hoạch là lập một cái team đó. Kahuna liên hệ mình là Mụi là anh đang tính lập một cái team như thế này, thì anh cho mày quyền quyết định lựa ai về thì mày lựa. Thì lúc đó là có 10 người, thì mình lựa xong cùng thì SG lúc đó 10 người đông lắm. Thì mình bắt đầu mình dấn thân vào và mình train từng ngày từng ngày. Rồi sau này thì cái đám Quách Thành Vũ, Juni gì mới vô, thì lúc đó thì mới ra một cái SG hoàn chỉnh. Theo như Achi thấy, thời điểm đó là đi chơi là có lương luôn rồi đúng không? Thời điểm đó đúng, bắt đầu là thời điểm đó là có lương. Mình ngồi đó mình tập luyện và mỗi tháng là đều có lương từ Ghana. Mình cái đấy có phải là cái thay đổi lớn của cuộc đời game thủ mà Achi cảm thấy không? Bởi vì thời điểm đó để mà chơi game mà có lương thì rất là hiếm. Thật ra thì cái đó là một bước ngoặt luôn đó. Cái đó là một cái bước ngoặt là lần đầu tiên trong cái nghề này mà có chơi game được trả lương. Chứ hồi trước là
ở SB thì bọn mình tập luyện được tài trợ giờ chơi là cao lắm, là mình bọn mình phải sống bằng tiền giải nè, và chơi game là đam mê nè, ví dụ rất là khó để kiếm tiền. Có thể tiết lộ mức lương đó lúc đó không? Mức lương Ghana trả lúc đó là 2012 là cỡ tầm 3 triệu. Và đam mê đến tận bên ngày hôm nay. Lúc đó là mình đi đầu mà, người ta lập team mà người ta đi đầu thì mình không đòi hỏi nhiều. Với 3 triệu lúc đó thì có đủ ăn, đủ tiêu, đủ chơi, đủ... Thật ra 3 triệu á, nói đủ tiêu cũng không đúng, nói đủ xài cũng không đúng. Thật ra là nó chỉ là một cái chi phí để mình theo đuổi tiếp tục cái đam mê của mình thôi. Cái lúc đó 3 triệu là cái chi phí đó để tiếp tục theo đuổi đam mê thôi. Đam mê lớn. Đam mê rất là lớn. Rồi còn các anh em khác thì sao? Cũng theo đuổi cái lời mời của Achi, anh em có cảm thấy ngần ngại vì tiền lương hay vì bất kỳ một điều gì, điều kiện vật chất? Đa số là cái lúc mà những cái người mà Achi mời á, họ đều có những cái công việc ở ngoài. Yeah. Lương cũng rất là cao, cao hơn số đó nhiều, nhưng mà họ chấp sẵn sàng từ bỏ cái số tiền đó để họ vào để điều họ đam gì mê luôn. Điều gì để anh em quyết định như thế nhỉ? Mình chưa hiểu luôn này. Chắc đó cũng là dạ là bản thân Achi thôi, tại vì Achi kêu gọi họ thì họ thấy ok thì họ vào. Cũng do một phần mình hại họ. Mình hại họ, đâu có hại đâu. Sau đó thì Liên Minh Điện Thoại bùng nổ, tất cả anh em đều kiếm tiền được, đều kiếm sống được, và well, đến ngày hôm nay là đã thành công, đã nổi tiếng. Trên con đường đấy có bao nhiêu lần Achi cảm thấy mình, bản thân mình muốn dừng lại? Thật ra lúc mà muốn dừng lại nhất là chỉ là những cái lúc mà mình bất lực và mình thua cuộc thôi. Cái lúc đó là cái lúc mà để mình nản nhất và mình dừng lại. Khoảng 2 lần mà Achi nhớ nhất? 2 lần nhớ nhất là lúc mà BM thua. Bobamarin thua. Tại vì cái lúc đó là giống như là Bobamarin là một cái team lập ra và có kinh nghiệm nè, và có hiểu biết về game nè, thì lúc đó Bobamarin bị tất cả các team đều điều tra và nó đánh á. Ừ. Thì mình bị bắt bài rất là nhiều. Thì sau đó mà những cái lần mà Bobamarin từ từ trượt á thì là làm mình buồn, mình muốn bỏ, nhưng mà cũng vượt dậy được, thì mình vượt dậy mình đi tiếp thôi. Nhắc đến Bobamarin, Sài Gòn Joker, Achi có nhớ chính xác mình đã chuyển có bao nhiêu đội không? Tính từ Sài Gòn Joker đi. Sài Gòn Joker, Bobamarin và Gam, rồi này là Cerberus, đúng 4 đội. Cerberus 4 đội. 4 đội. Mỗi lần chuyển như vậy thì có làm cho Achi cảm thấy lo lắng không? Thật ra với cái gọi là cái tính của mình á, thì nếu mà mình rất là mình ở một đội tuyển mình không có đi nhiều, tại vì khi mà tới cái lúc nào đội tuyển nó không cần mình nữa thì mình mới quyết định dừng chân ha. Thật ra tính mình là không thích bỏ một đội tuyển này và đi đội tuyển khác. Nói đến việc là họ không cần mình nữa thì mình mới đi. Vậy thì ba đội tuyển trước Cerberus cũng là câu chuyện họ không cần Achi nữa. Cerberus. Trước Cerberus. À, Sài Gòn Joker. Sài Gòn Joker là do làm gò bó thôi. Nói chung là ở Sài Gòn Joker á, lúc đầu thì rất là ok, nhưng mà về sau thì mình nghĩ là cũng là do một vài xích mích với ban huấn luyện thôi, ban quản lý thôi. Thì lúc đó là Achi quyết định rời, tại vì thứ nhất á, này mình chia sẻ thật luôn, là tại vì lúc đó là SRG họ không có để, họ không đầu tư thêm. Ghana họ không đầu tư thêm, kiểu như là 2012 là mức lương là 3 triệu đúng không? Thì sang tới 2016, 2014 á, thì mức lương lên cỡ 4 triệu. Thì lúc đó là mình nghĩ là cái đó là họ không chịu đầu tư. Và lúc đó Achi quyết định đứng lên và đi rời khỏi SRG. Tại vì Achi nghĩ đó, với cái công sức mình bỏ ra mình xứng đáng được nhiều hơn như thế. Nhưng mà Ghana thì họ không chấp nhận đầu tư. Và sau khi Achi đi thì Achi lập ra một cái BM. Và lúc đó là nhớ rõ ràng là thầy Ly ở trong đó. Thì thầy Ly kêu là
Archie nó lại và đội hình mùa sau là sẽ xoay quanh Archie rồi đó. Nhưng mà Archie nói không, nhưng mà bây giờ em quyết định em rời rồi. Thầy nếu mà có tăng lương thì sẽ tăng lương cho cái đám mà sau này á, cái đám mà SRG mới á, thì nên tăng lương cho những đứa đó. Thì em thì không ở lại và Archie ra lập ra BM. Thế điều gì là ở Boba Marine lại làm cho Archie lại rời đi? Lúc mà Boba Marine thua nhiều là lúc đó là có Juni nè, KTV nè, Ultimate nè, Archie với lại một đứa nữa. Một đội hình gần như là một giải ngân hà toàn sao thôi. Lúc đó là sau khi mà thua ở giải Nha Trang á, bà Juni nó cũng kiểu nó nản và nó bắt đầu đi làm ở CNN thì vậy. Bắt đầu đó là team lúc đó là bây giờ chia ra làm hai hướng. Vũ á thì muốn giữ một cái line up mà Vũ mà muốn giữ cái line up mà bình thường để mình đánh giải để mình stream. Còn bên đây thì Mết á thì nó lại muốn chai hạt, nó muốn vô địch. Thì lúc đó là team mình có họp và đưa ra một cái ý kiến là bây giờ mình đưa phiếu bầu. Ví dụ mà bên Vũ phiếu bầu nhiều hơn thì Vũ sẽ ở lại và Mết rời đi. Còn nếu mà Mết á phiếu bầu nhiều hơn thì Vũ rời đi. Thì lúc đó thì mình nghĩ là cái gì chuyện họp rồi cũng tan thôi. Nó là quy luật rồi. Và Vũ quyết định rời đi, và nếu mà Vũ không rời đi thì sẽ không có cái TV Gaming như bây giờ, đúng không? Cái đó là cái bước ngoặt thôi. Với Archie tại thời điểm đó thì Archie nghĩ sao về hai bạn? Thì mình nghĩ là bình thường thôi. Cá nhân Archie nha, đã chơi game là phải win, rất là muốn win luôn. Vậy thì Archie nghĩ rằng có phải là Vũ đã làm một điều mà anh em khó xử không? Không, khi mà mọi người chơi với Vũ á, mà chơi tới một cái khoảng thời gian nhất định á, là sẽ biết tính Vũ. Vũ cái tính nó rất là tròn và nó luôn luôn là gọi là sao ta, nó muốn đi con đường của nó nhiều hơn thì mình tôn trọng quyết định của nó. Ví dụ Vũ đi con đường này thì Vũ cứ đi thôi, thì mình gặp mặt thì mình vẫn trò chuyện, mình chơi với nhau mình vẫn ok thôi, nó không có gì là căng thẳng á. Tới bây giờ là Archie vẫn bình thường với Vũ, hôm qua vẫn chơi cướp biển với Vũ bình thường. Mình tôn trọng cái lối đi của nhau thôi. Tại thời điểm đó có căng thẳng không? Nói mà căng thẳng thì cũng không có. Tại vì khi mà Vũ ao á thì gọi là căng thẳng ở cái chỗ là fan thôi. Fan của BM. Đấy là lý do tại sao mà vì Pew rất là nhớ thời điểm đó là Pew đang đi làm ở một platform và cũng phải đi gặp các tuyển thủ rất là nhiều, lắng nghe từ cộng đồng rất là nhiều. Thì mình biết được là rất là nhiều ý kiến trái chiều, rất là nhiều luồng ý kiến cho rằng là người này phá team, người kia phá team, rồi có lục đục nội bộ, rồi có quyền lợi tranh giành các thứ. Thì liệu tất cả những điều đó có đơn giản chỉ là cái chuyện một người muốn cho hát của một người thì muốn chơi for fun? Thật ra thì ở BM không ai phá hại hết, thì do fan suy nghĩ nhiều. Khi mà một đội tuyển mà tách ra thì hai luồng fan nó sẽ đấu đá nhau. Thì mình đính chính lại là ở BM không có kiểu một người phá team, thì chỉ là mỗi người có hướng đi riêng thì mình mới tách BM ra thôi, chứ thật ra là không có ai phá team hết. Okay. Như Juni tự nhiên đang đánh xong ao team đi làm CNN thì mất thêm một người nữa. Vũ cũng có ý định lập team riêng nữa là mất đi người nữa, thì chỉ còn lại những người thôi. Và cuối cùng là Archie quyết định sẽ dừng lại. Archie quyết định là dừng lại và lúc đó là qua một cái trang mới, đó là Gigabyte Marine. Là lúc đó là bán sống bán chết luôn đó. Thì đó là cơ hội đó. Mình phải nắm được cái cơ hội đó, tại vì mình đã quyết định là chai hạt, mình phải quyết định là vô địch. Thì lúc đó là ghê gớm lắm. Lúc đó là thành lập là Gigabyte Marine, là bắt đầu đổ nhiều công sức vô nữa. Vừa rồi là chúng ta đã ngồi với nhau lắng nghe con đường lập nghiệp, đi theo đuổi đam mê của Archie. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong một vài phút để đến với lại phần 2. Đây là phần câu hỏi của khán giả dành cho Archie cả. Vâng, vừa rồi là phần 1, phần làm quen, phần joy game để ngồi với Archie. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong một vài phút để đến với phần 2. Đây chính là câu hỏi của quý vị khán giả. Đừng đi đâu cả, vì chuyện eSports sẽ quay lại trong vài phút nữa. Xin chào quý vị, các bạn đã quay trở lại với chương trình Chuyện eSports. Đây là round 2 và cũng là round mà thường quý vị khán giả mong chờ nhất, vì là câu hỏi được gửi đến từ chính cộng đồng, từ chính khán giả.
Bây giờ thì ở trong những phong bao này có một điều đặc biệt. Anh chỉ biết là gì không? Trong phong bao này có một lá phiếu 50 triệu. Nghiêm túc. Pim sẽ không rút, sẽ để cho Archie rút. Nếu được 50 triệu thì Archie sẽ làm gì? Nếu mà 50 triệu thì Archie sẽ... Thứ nhất là gửi về miền Trung 40 triệu. Okay. Còn 10 triệu về, 10 triệu về dẫn team đi ăn. Không có đồng nào cho MC cả. Không có đồng nào cho ngồi đây đưa lá phiếu các thứ luôn. Dẫn Bill đi ăn luôn. Dẫn Bill đi ăn luôn. Thế còn ekip mấy anh quay phim các thứ anh đạo diễn thì sao? Ok luôn. Nếu mà Archie được 50 triệu nha. Rồi ok. Rồi như trong tất cả những cái lá phiếu này, nghiêm túc mà nói là có một lá phiếu trị giá 500.000. 500.000 tiền mặt, không phải voucher, không phải gì cả. Cùng với lại những câu hỏi. Xem. Anh chơi được lửa đúng không? Đúng. Đừng có nhìn nhá, cái gì nhìn okay. Lấy rồi đúng không? Đúng 5 cái này. Ok, để cho tâm lý nó được thoải mái, mình sẽ để 3 cái này ra đây. Đây là 5 cái này đúng không? Chắc chưa này? Có đổi không này? Không, không. Ok, trời gì đổi hết cả xu của tôi vậy. Đầu tiên. Không phải tiền rồi. Câu hỏi. Mối quan hệ của anh và Gam hiện tại như thế nào? Thực ra thì Archie với Gam thì rất là bình thường. Tại vì sau khi out Gam thì Archie cũng không còn trong tổ chức Gam nữa. Nên cũng bình thường ha. Có nói chuyện, có chia sẻ, có... Có nói chuyện với Levi rồi. Tại vì bây giờ ở Gam thì có Levi là thân nhất, thì chỉ nói chuyện với Levi thôi. Okay. Có người cho rằng thời đại bây giờ game thủ dù giải nghệ thì vẫn sẽ có cuộc sống an nhàn hưởng thụ. Livestream kiếm tiền giống anh Piu Piu. Anh Piu Piu nhiều tiền. Các thứ. Anh cho rằng quan điểm là đúng hay sao? Thực ra là không dễ đâu. Không dễ. Tại vì không làm game thủ nữa thì mình hưởng thụ thì cái đó là nghe nó hơi ghê. Nói chung là mình vẫn phải làm chứ. Nếu không làm game thủ thì mình cũng phải làm cái khác. Ví dụ mình vẫn còn đam mê thì mình phải làm tiếp huấn luyện viên. Không làm huấn luyện viên thì mình làm bình luận viên chẳng hạn. Thì có rất nhiều hướng để các bạn làm, chứ không phải là không làm cái ngồi hưởng thụ đâu. Không, cái đó là sai. Không phải ai cũng có thể như anh Viu Viu. Ôi, không có 500 rồi. Không sao. Này, trước khi vào, thôi được rồi, này câu kia. Nếu eSports là một chặng đường đua thì anh nghĩ anh sẽ đua với ai, anh muốn đua với ai nhất? Thật ra trước giờ thì anh nghĩ là Levi đi. Levi, anh chỉ muốn Levi. Anh chỉ nhắc rất nhiều đến tên Levi. Levi để lại trong Archie nhiều tình cảm hay sao? Thật ra lúc mà Levi giống như là lúc mà mới vào Gam thì Levi giống như là một cái nighter rồi ấy. Hiền à. Thế còn bây giờ không phải là một con nighter nữa? Giờ nó cáo già lắm rồi. Thế á? Ai đã? Do nó ở trong cái môi trường gì quá, nó cáo già quá rồi. Lúc mà nó mới vào Gam á là nó kiểu sợ nè. Rồi một cậu bé kiểu đụng tới là khóc nè. Giờ nó cáo già, nói câu nào ra là nó đớp lên mình nè. Chết rồi, Levi xem lại bản thân chứ, thế này nó không được rồi. Anh lớn bảo thế này là hỏng rồi. Còn hai cái nữa, mỗi người mình sẽ mở một lá. Ok? Ok. Bên này không có tiền rồi đó. Không có tiền luôn. Thôi xong. Cho mình xin phép trước khi đặt câu hỏi mình có thể. Chết rồi, ekip lừa MC rồi. Chết rồi. Thật sự luôn đấy. Tôi chưa đi qua một cái chương trình nào mà ekip gọi là cho. Thôi được rồi, không sao cả. Cảm xúc của tôi giữ lại cho bản thân mình. Ok. Đây, câu hỏi. Câu hỏi, hai câu hỏi cuối cùng đấy chính là
có kỷ niệm thời thơ nào giữa anh với các thành viên kỳ cựu của Marine mà anh nhớ hoài không? À, có một cái nó vừa buồn mà nó vừa buồn cười. Lúc mà ở Nha Trang thua xong là lúc đó đi về khách sạn, là khi mà về khách sạn thì mình phải thay đồ chẳng hạn, thì lúc đó thằng Tích nó vào nhà vệ sinh trước. Nó rửa chân, nó lấy cái vòi xịt nó rửa chân á, là nước ở dưới, xong rồi cái Achi đi vào bắt đầu thay đồ, đâu có chú ý nước đâu, xong Achi đạp lên cái dũng nước nè, xong té, xong Achi đập đầu xuống sàn luôn, xong giống như là kiểu như là mơ hồ luôn, kiểu giống như mình mất trí nhớ luôn. Xong rồi lúc đó là đánh giải thua rồi nha, xong rồi ra cái Achi không nhớ gì hết, xong rồi mở cửa ra hỏi ê tụi bay chuẩn bị đi đánh giải chưa, xong rồi ủa đánh giải gì, ủa hôm nay mình đánh giải mà. Lúc đó là vậy luôn á. Sau đó tụi nó kể ủa mới thua mà, cái bắt đầu mới nhớ là lúc đó tưởng Achi là đập một cái mạnh xuống luôn, kiểu như đang đứng nhờ đập một cái thấm xuống. Sau đó đấy mình có đi khám hay cái gì không? Không, bình thường kiểu như mình bị choáng cỡ mười mấy phút á. Liệu nghĩ là nó có ảnh hưởng gì không? Ừ, chắc không, tại vì lúc đó nó bị choáng lúc đó thôi. Đây là mấy? 1, 2, 1 lắc. Thì đó là cái kỷ niệm mà mình vừa buồn cười và đã thua rồi, cay trong người rồi, còn về còn té, còn bị mất trí nhớ tạm thời nữa. Anh em có biết là lúc ấy mình bị mất trí nhớ tạm thời không? Lúc đó ra nó ủa sao ta té, lúc đó là té mà mặt choáng váng vậy nè, không giới lên, mở cửa xong rồi đập vào cái thằng ngốc, nó mở cửa nó thấy rồi, xong rồi nó đỡ lên, xong rồi lúc đó mới nói ủa thằng nào để nước ta té rồi, xong rồi đi đánh giải chưa đó, vậy thôi. Đó kỷ niệm đó, còn nhiều kỷ niệm nữa. Trong Boba Marine thì những kỷ niệm mà đi ăn thế nào, đi chơi cho thì rất là nhiều. Nhưng mà nhiều kỷ niệm mà đáng nhớ nhất là những lần đi đánh giải và đi chơi và trải nghiệm, giống như là mình vừa đi đánh giải xa, mình vừa du lịch vậy đó. Ừ, đồng ý, đấy là những kỷ niệm tuổi trẻ anh em với nhau, đấy kỷ niệm rất là tuyệt vời. Có lần nào anh em đi đánh giải nước ngoài xong rồi máu đi chơi không? Máu trải nghiệm không? Thường anh em sẽ rủ nhau đi trải nghiệm cái gì nào? Thường là đi ăn nhiều nhất. Ngoài đi ăn, các ông còn rủ nhau đi chơi cái gì không? Thì team sau khi thua thì được dẫn đi Las Vegas. Là Las Vegas là thành phố của đánh bài. Trong lúc đó là chưa đủ tuổi, vào là ngồi coi thôi, ngồi coi vũ này, nít nè, rồi uni nè chơi, chứ ngồi tới đâu là bị đuổi tới đó. Ngồi tới chơi coi bách bò không đủ tuổi đuổi ra ngoài, đi mấy cái sòng bạc bị đuổi luôn. Xong cuối cùng là phải bắt taxi về, lúc đó về buồn lắm. Xong rồi về mà ngồi ngay cái một cái bà taxi, bà chạy rất là ghê. Bà kiểu như bà chạy mà vừa nhanh mà với vừa lượt lần đó, mình sợ hú hồn luôn. Vừa bị không đuổi, không cho tham quan, rồi còn bị vậy nữa. Đó, cái kỷ niệm đó nhiều lắm. Cái này tôi hơi tò mò hỏi nha. Cuộc đời game thủ điều tệ nhất mà Achi đã từng làm để trải nghiệm tuổi trẻ là gì? Điều tệ nhất. Không phải là tệ đi. Điều thú vị nhất đi, xin lỗi. Điều thú vị nhất cho ta. Giờ mình cũng không nhớ nhiều. Ngoài đi ăn này, anh em gửi nó đi ăn, đi uống. Đánh bài có bao giờ gửi nó đi đánh bài không? Đánh bài hả? Đánh bài thì cũng ít. Đa số chơi board game nhiều thôi. Board game rồi. Tôi thật sự cảm thấy thú vị á. Ông đến Las Vegas mà ông lại còn không đánh bài. Đủ tuổi đâu, bị đuổi mà. À, cái một cái thú vị là khi mà cả đám mua vé xe buýt để mua vé xe bus á, để đi qua Las Vegas á, thì lúc đó là có một người là anh ta làm một người mà da đen đi, anh ta lại, anh ta kêu là anh ta bị thiếu tiền xe buýt, thì anh ta làm mặt rất là ngầu, anh ta đút hai tay vô túi quần này nè, xong rồi anh ta nói tôi thiếu mấy đồng để mua vé xe buýt, thì lúc đó là mọi người rất là sợ, tại vì lần đầu ở Mỹ mà cứ như trường hợp mà
xả súng như nè, rất là sợ luôn. Sợ tay hai tay thập vô cái túi quần này nè, mình tưởng là cướp. Ừ. Xong rồi ảnh mới nói là còn thiếu mấy đồng để về nhà. Thì bắt đầu mới đầu là Kahuna, biết Kahuna đúng không? Ừ. Không cho tiền. Tự nhiên lấy trong túi một cái ổ bánh mì ra đưa người ta. Thì anh nó có kiểu cái mặt anh nó hơi giận. Ừ. Mình xin tiền mà mày cho bánh mì. Xong cuối cùng là vẫn đứng đó nài tí nữa. Thế cuối cùng có cho tiền không? Cuối cùng là hình như nhớ là không cho thì phải. Xong rồi anh ta đi. Để lúc đó rất là sợ. Tại vì thập tay vô túi quần còn lại xin tiền nữa. Mình sẽ confirm với tất cả mọi người sau show này, sau một vài lần nói chuyện với Achi rồi, và đặc biệt là trên show này công khai, bất kỳ một bạn nữ nào sau này lấy được Achi làm chồng, hãy trân trọng anh ấy. Anh ấy không phải là một tờ giấy trắng nữa, mà anh ấy giống như một tờ giấy vừa trắng còn vừa mong manh nữa. Cái này là thật sự nghiêm túc luôn, chứ không phải bất kỳ một cô gái nào sau này mà lấy Achi, sở hữu Achi, hãy trân trọng anh ấy thật sự luôn. Đây là một chàng trai vừa hiền này, vừa lành này, vừa ngoan này, vừa sao nhở, lương thiện này, và lại còn rất là, mình nghĩ là trung thủy nữa, theo đuổi một ngành nghề và cứ thế theo đuổi thôi. đây là sự thật mà, sự thật mà. Có bao giờ Achi gặp trắc trở trong chuyện yêu đương khi mà theo đuổi con đường esports? Thật ra thì cũng không có. Được cái là bạn gái rất là ủng hộ. Vẫn là một người bạn gái này từ đó đến giờ? Từ 4 năm rồi, từ đó tới giờ 4 năm, à, đâu đó khoảng tầm 2016. Rồi, sắp tháng 2 này là 5 năm. Mấy mối tình rồi? Đúng một người thôi. Thế, tại vì hồi đó là cứ cắm đầu vào chơi game thôi. Mình đâu có... Đó, nãy Bill nói chung thủy đúng không? Wow! Thì là tháng 2 này là đúng 5 năm. Gặp nhau như thế nào? Thì chung là gặp nhau hả? Là cái bạn gái biết nhau tiến tới trước. Thôi xong rồi, ông bị lừa rồi ông ơi. Ông bị lừa rồi, tiến tới như thế nào? Đây là một fan hay là một... Ra là sinh năm 95. 95 là khoảng năm nay khoảng 25 tuổi nhỉ. Ừ. Còn Achi năm nay 28 92. Ừ, 92. 92. Thật ra thì lúc đầu á là bạn ấy tặng quà mình thì mình cũng là fan đúng không? Là fan. Không phải là fan nữa, sau này quen là kêu do là nhìn thấy hình cái tấm hình mình cười rồi thích gì đó. Thôi sao nó bị lừa giận. Trời ơi, nó biết thủ dễ lừa ghê vậy. Không, mà cái đó là cái duyên. Chắc chắn là duyên. Mấy ông này bà cười chết. Mấy ông này là mày. Tất cả mấy bạn chơi game và game thủ, sau khi mình ngồi, đặc biệt là ngồi với Achi xong, các bạn phải đi với Bill khoảng tầm tuần, chỉ 7 ngày thôi, những tờ giấy trong sáng và trong trắng này mình sẽ biết là thấy rất là nhiều. Tặng quà, còn nhiều món quà hay là gì không, có tiện chia sẻ không? Quà thì thường là bánh, lúc đó tặng cho cả team luôn, xong rồi tặng cho riêng cho Achi. Có nghĩa là nhiều loại bánh khác nhau. Ừ. Xong rồi sau khi tặng bánh xong thì như thế nào, sao là bắt đầu mình nhắn qua lại và mình nhắn tin rồi mình thấy hợp mình hẹn đi chơi. Lúc đó có Uni đó. Dạ, cái ngày thế mà hai đứa đi chơi thì có Uni. Chỗ còn đầu tiên đi chơi là chỗ nào còn nhớ không? Cái chỗ mà Bi Plaza ở Điện Biên Phủ. Bi Plaza. Ừ, Điện Biên Phủ. Ngay cái đường D2 có cái Bia hay là Bia ta? Bia Plaza. Ừ. Nó nằm ở ngã tư đường D2. Đây là uống bia hay là gì? Có phim. À, lúc đó là ngại nên của Uni với lại bạn gái Uni đi theo. Đó là hai cặp cứ đi và tiến triển tới giờ. Ai là người tỏ tình trước? Bạn gái Achi. Thôi sao? Achi ơi, Achi ơi, Achi ơi. Thế đến bây giờ thì hai người có dự định đi xa hơn với nhau không?
Dĩ nhiên là có nè, tại vì phải đợi học xong nè, rồi bắt đầu hết dịch nè, bắt đầu mới tiếp tục. À, là hết dịch là sẽ tiến hành hôn lễ rồi. Cũng đang dự tính là như vậy. Chúc mừng hạnh phúc chơi nhé. À, cảm ơn vì. Thật sự thì nói chuyện với Achi mà vài lần thì nhận được một điều đấy là ở bên cạnh Achi thì sẽ rất là bình yên. Đấy là điều rất là đáng quý trong cuộc sống bây giờ. Đặc biệt là yêu mấy anh game thủ. Người ta có câu là cái gì ta? Câu này có thể ghép được với nhiều nghề nhưng mà mình thấy câu này dành cho game thủ rất là đúng. Đấy là mẹ cha cho bạc cho vàng không bằng yêu được anh chàng gọi là chơi game. Mấy anh chàng chơi game trông ấy thôi, trừ những bạn mà chơi game quá là tiêu cực, kiểu bị nghiện game ấy, thì những người mà chơi game khoa học và theo đuổi con đường thi đấu, đa phần ngoài chơi game ra thì các bạn ấy rất là lành, siêu hiền luôn ấy. Siêu hiền, siêu lành luôn ấy. Bởi vì trong giới game thì bây giờ muốn chơi chẳng biết chơi gì, lại quay ra chơi game. Nên là gia đình của bạn nữ có bố mẹ, phụ huynh có chia sẻ gì với Achi không? Có biết công việc của mình không? Có biết. Vẫn biết Achi làm một game thủ và một huấn luyện viên vậy đó. Nhưng mà vẫn chấp nhận. Chúng là cũng ok, không sao. Cũng chấp nhận. Có xem thi đấu không? Có đọc báo. Có đọc báo luôn, có biết này. Ok. Hy vọng là talk show này Achi cũng sẽ gửi cho cả phụ huynh hai bên xem, để các bậc phụ huynh tự hào, vui, hạnh phúc. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại phần 3 của chương trình ngày hôm nay, và cũng là phần kết thúc buổi talk show. Rất là hy vọng quý vị các bạn đừng đi đâu cả, và quay trở lại sau vài phút nữa. Để thay đổi không khí đi một tí, chúng ta sẽ vào với phần challenge của chương trình. Và ngày hôm nay challenge của chương trình sẽ hơi thú vị một tí. Đấy là Achi sẽ gọi điện cho một người bạn để tỏ tình. Achi thấy sao, có ổn không? Liệu có làm được không? Liệu có người bạn nào đủ để chôn cho thằng tí vui vui không nào? Chắc chơi luôn. Tại vì gọi chắc chắn bị ăn chửi đó. Nếu mà tỏ tình thì bị ăn chửi. Ai sẽ là người dễ chấp nhận nhất và dễ vui nhất để gọi này. Đấy coi. Nếu mà sau ba thì có Yuna. Yuna thì hiện tại cũng đang làm chung với mình. Còn chấp nhận thì hơi khó nha, tỏ tình mà. Không, chấp nhận đây là chấp nhận cái chôn thôi, cho nó vui vẻ thôi. Vũ thì chắc gọi Yuna đi. Ok, let's go. Yuna thì để có mất máy không nè. Ok, gọi luôn nha. Ok. Chắc đang ngủ. Giờ này vẫn còn ngủ. À không, chắc đang chạy xe qua sân bên đó. Chắc đang chạy xe qua sân bên đó rồi. Còn ai không? Liệu còn ai để gọi không nào? Coi gọi Juni chắc nó chửi mình quá. Để gọi Juni đi. Ok, gọi Juni nha. Xin mời. Alo. Gì mày? Mình hả? À? Đáng nào vậy? Đi làm sao à? Có ngon mình không? Không, sao à? Nhìn ra thì ngon mình đi mới nói chuyện được. Rồi, sao? Tao quen mày mấy năm rồi? 8 năm chưa? Ừ. Thì hôm nay tao có điều thổ lộ với mày. Gì? Tao yêu mày. Đấy vậy.
thì mày đang chơi trò chơi với ai đúng không? Thật ra tao thì cảm xúc thật của tao bấy lâu nay thì tao thổ lộ với mày thôi. Vậy phải dẫn dẫn nó đi ăn chứ. Thì mày có đồng ý không? Mày tao mới dẫn mày đi ăn. Khó luôn. Rồi, sao nè, sao nữa ta? Thằng này nó không có chịu nó tại vì đang làm chuyện e-box với Bibiu. Tại vì chương trình kêu là thổ lộ tình yêu với một người. Thì bây giờ thổ lộ một người rồi. Thì đó, gọi không bắt máy, đáng lẽ định thổ lộ Yuna. Gọi mày cho anh rồi, nó biết mấy ngày nó biết Bibiu. Hiểu không? Ok, vậy các bác nè, bữa nào đi ăn. Ok. Bye bye. Thế là anh em rất là hiểu nhau rồi đúng không? Nói chung là những cái người mà quen 8-9 năm rồi nó hiểu hết rồi. Gọi nó là nó biết mình cho nè. Hiểu. Hy vọng là những tình bạn đẹp của Achi sẽ còn dài. Những người bạn của Achi cũng sẽ luôn luôn bình yên khi mà có một mối quan hệ như anh. Cảm ơn Bi. Ok, thank you. Ok. Đây là phần mà Piu mong chờ nhất của chương trình. Luôn luôn là muốn lắng nghe. Vì cái gì đã xảy ra thì nó đã là quá khứ. Những gì đang xảy ra mình là sự nỗ lực. Những gì trong tương lai là những gì mà chúng ta chờ đợi. Achi nghĩ sao về tương lai của eSports? 5 năm, 10 năm giống như Achi đã nói, nhưng trong 5 năm, 10 năm đấy điều gì đã xảy ra từ khía cạnh của game thủ? Theo Achi thì cái ngành này nó sẽ càng ngày nó càng phát triển thôi. Tại vì để mà nói nó thành công như bên Bắc Mỹ á, thì nó không tới, nhưng mà hy vọng là sắp tới thì Việt Nam mình sẽ thắng được nhiều cái này và ra thế giới nhiều hơn thì các nhà đầu tư sẽ nhảy vào nhiều. Thì mình nghĩ cái ngành này nó đang trên đà đi đúng hướng, đang phát triển. Thì 5 năm 10 năm nữa thì vẫn còn cái ngành này. Mình nghĩ nó không biến mất trong Việt Nam đâu. Achi có nghĩ rằng là với sự thay đổi của eSports, với nhiều người đầu tư hơn, lớp trẻ cũng sẽ có nhiều bạn theo đuổi và thành công hơn, thì vị trí của Achi đang có hiện tại có biến mất không? Achi có lo lắng không? Thật ra nếu mà vị trí Achi thì nếu mà có nhiều nhà đầu tư hơn thì các tuyển thủ trẻ sẽ được đào tạo kỹ hơn và thì mình sẽ càng có cái đất để mình vào để mình huấn luyện nhiều hơn. Thì mình nghĩ là trừ khi cái ngành này không nó kiểu như nó suy thoái hay là nó không có nhiều đầu tư thôi. Nhưng mình nghĩ là cái Achi vẫn còn đất để diễn ở cái này. Có lo lắng là mình sẽ không còn cái vị thế là nhiều bạn đánh hay bảo là tôi không cần huấn luyện viên nữa, tôi không cần nữa. Thực ra thì những cái người mà nếu mà game thủ mà suy nghĩ như vậy á, thì họ đang thiển cận. Tại vì huấn luyện viên là một người giúp cho họ hoàn thiện hơn. Mà một khi bạn đã nghĩ là bạn giỏi rồi, bạn không cần ai để bạn hoàn thiện hơn, thì cái người đó sẽ bị thụt lùi lại với những người khác. Tại vì khi mà bạn giỏi, bạn sẽ không nghe bất kỳ ai góp ý cho bạn. Và bạn cứ đánh và bạn cứ nghĩ là bạn đánh như thế là đúng. Nhưng thật ra thì nó không đúng. Nó đi ngược lại với cái game này. Sự quản lý của nhà nước có nằm ở trong cái sự quan tâm của Achi không? Của ngành eSports. Achi có cảm thấy là có cần cái sự quản lý từ nhà nước không? Nếu mà nhà nước, sự quản lý của nhà nước thì mình nghĩ nếu mà nhà nước đã quan tâm vào cái này thì mình nghĩ nó sẽ là một cái thay đổi về tư tưởng. Thì nếu mà nhà nước quan tâm thì họ sẽ đưa nhiều tin về cái ngành này hơn và nhiều người đón nhận và nhiều người chấp nhận hơn và sẽ có nhiều cái người mà dám đi theo con đường này và sẽ được chấp nhận nhiều hơn và mình sẽ sản sinh ra được như là sập thứ hai, sập thứ ba gì đó. Thì mình nghĩ là tại Việt Nam mình cũng không thua kém Trung Quốc đâu. Riêng về cái tên của sọp, thu nhập của sọp cũng rất khổ, cực khổ, siêu khổ. Achi có nghĩ là một ngày nào đó sọp sẽ về nước và mở một cái game house không? Cái đó thì do bản thân sọp thôi. Hiện tại bây giờ sọp đủ khả năng để về Việt Nam lập một team mà để đi thế giới hay là gì đó, tự làm một cái team cho riêng mình. Nhưng mà cái Achi thấy sọp là sọp muốn thử thách mình hơn, thử thách
bản thân mình là ví dụ sợp thay vì về đây và giành vé đi Trung Quốc thì sợp ở lại Trung Quốc giành vé và đánh sau vào. Như mùa vừa rồi sợp vào tới chung kết, một cái điều mà không ai có thể nghĩ tới, không ai nghĩ tới viễn cảnh mà sợp có thể vào chung kết. Hồi mà sợp còn thua mấy trận trước khi đi giải chung kết thế giới thì còn rất là nhiều fan nói rằng là nên thay đổi team đi để các thứ các thứ. Thật ra cái sợp cần á là những cái lúc mà từ khi sợp qua Trung Quốc tới giờ á, là những cần là những sợp cần những người đồng đội mà có thể quýnh theo cái kiểu của sợp. Thì khi mà những người đồng đội đó chấp nhận bỏ cái lợi thế về cho mình để quýnh theo sợp thì lúc đó là lúc là sợp tỏa sáng. Mà khi sợp tỏa sáng thì sợp sẽ cần lại cả team và có thể giúp team đi lên. Đó là cái thế mạnh của Sinh, cái team của sợp mùa vừa rồi. Còn về phía cộng đồng riêng cá nhân Lâm Huyền Thoại, anh chị nghĩ là nó đang thiếu cái gì? Hay đây đã là đỉnh cao của Lâm Huyền Thoại tại Việt Nam này? Cộng đồng thì mình nghĩ là những người chơi mà... Nói chung là cái cộng đồng thì nó sẽ đa phần là nó sẽ chỉ trích nhiều hơn là nó động viên. Anh chị nghĩ luôn nghĩ như vậy. Tại vì khi một game thủ á, họ đại diện một đất nước, họ đi thi đấu thì lỡ may mà có thua thì cái cộng đồng nó làm cho vấn đề nó nặng thêm, hiểu không? Là kiểu nó gây áp lực lên tuyển thủ nè, là nó làm cho tuyển thủ mất tập trung nè. Khi mà một tuyển thủ tâm lý yếu á là vô tình mà đọc được những cái bình luận đó thì coi như là tuyển thủ đó xong luôn rồi đó. Họ sẽ vô một cái trạng thái là tự cô lập mình nè, tự suy nghĩ về những điều đó nè, và không còn kiểu biết đâu là hướng đi cho mình. Cộng đồng nó Việt Nam nó không có nhiều cái cộng đồng. Đấy có phải một điều mà Achi mong muốn sẽ thay đổi không? Đúng, nếu mà thay đổi thì mình nghĩ là nên thay đổi từ cộng đồng này. Mình tạo những cái cộng đồng tốt hơn. Giống như ví dụ sợp, ví dụ những cái giải mà mình đánh thì nên tạo cái cộng đồng là đi xem rồi đi cổ vũ đội này, rồi tạo một cái group giao lưu gì đó. Tạo những cái party giao lưu thì sẽ tốt hơn cho cộng đồng thôi. Chứ cộng đồng bây giờ đánh nha, đánh xong rồi post lên Facebook, xong rồi một đống vào chửi, rồi đứa này chửi thì cái cộng đồng nó không có đi lên nổi. Ai Chi chờ đợi điều gì nhất những mùa giải tiếp theo của Liên Hiệp Thoại trong năm tới, gần nhất với đội tuyển của mình, ngoài chức vô địch ra, với cộng đồng, với bản thân? Thực ra thì mong chờ nhất là thật ra là có nhiều nhà đầu tư nè, có nhiều nhà đầu tư đổ vào và game thủ họ được một cái là an tâm khi tập luyện, họ không cần phải suy nghĩ về cái việc tháng này như thế nào, có bị chậm lương không. Thì anh chị cần nhất là những cái nhà đầu tư vào để cho game thủ họ chuyên tâm vào những cái đó, họ chỉ cần tập luyện và không suy nghĩ gì nhiều, họ sẽ cải thiện được những cái đó, họ không bị tác động ngoài lề. Về vấn đề đầu tư thì anh chị cảm thấy là giá của các game thủ hiện nay đang bị quá cao. Thật ra thì so với cái thời mà như lúc đầu chia sẻ á, là bây giờ giá game thủ nó quá cao, nó cao gấp mấy chục lần, cao lắm. Mà ở Việt Nam á thì không có một cái gọi là một cái nhóm người để định giá game thủ. Thì thật ra thị trường VCS là chưa có ai định giá được cái mức người đó là phải bao nhiêu hết. Thì cái này là do là những nhà đầu tư họ kéo game thủ về và họ điều một cái mức giá khổng lồ, họ lấy quỹ lương họ ra trả, và thành nên họ kéo một cái giá của những cái tuyển thủ này nè, VCS á, lên một mức cao, khiến cho những cái đội mà tầm trung không thể trả được. Thì thành ra VCS là một cái thế lực là ai trả lương cao thì họ sẽ có được những cái người mà đánh hay hoặc là hiểu biết về game nhiều, họ chơi cái bài đó. Như thế liệu có đến một lúc ở đấy nó sẽ vỡ không? Thật ra thì tới lúc nào đó cũng sẽ vỡ thôi. Tại vì VCS mà bạn trả một cái đội hình mà lương, ví dụ bạn trả 5 người đi, một người mà cho trung bình 100 đi một tháng, bạn phải trả một cái quỹ lương khổng lồ 500 triệu chỉ để chỉ trả lương thôi, thì cái đó con số nó không đáng, nó làm cho cái tính VCS nó mất đi cái độ cạnh tranh. Là khi một cái tổ chức mà nó quá nhiều tiền đi, những cái mà lớp dưới á, thành ra họ sẽ nản. Tại vì họ tham gia mấy mùa và họ không có được cái thành tích gì á thì họ sẽ nản, thì dần dần cái VCS nó bị tụt lại. Cái mình cần là một cái người định giá được những cái tuyển thủ đó. Mà Việt Nam thì như công ty chủ quản VCS thì họ không có lập ra một cái đó, khó mà định giá được một tuyển thủ.
cũng là một bài toán, một bài toán rất là xa, phải đồng hành của cả các cơ quan quản lý, của nhà phát hành, của game thủ, để cân bằng vừa tạo điều kiện cho những tuyển thủ trẻ, tuyển thủ mới, vừa tạo điều kiện cho những bạn mà theo đuổi đam mê có được phần thưởng xứng đáng. Ok, ok, ngày hôm nay đã được ngồi nói chuyện, chia sẻ với lại Achi rất là nhiều, được lắng nghe. Và có một điều không thể phủ nhận, Achi là một người đàn ông rất là tuyệt vời, nghiêm túc, rất là nghiêm túc, một người đàn ông rất là tuyệt vời, hiền lành. Trung thủy với cả những đam mê của mình, lẫn cả trung thủy trong cái lối sống. Mình rất là hy vọng Achi sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, lẫn cả trong sự nghiệp. Và hy vọng sẽ được gặp lại Achi trong nhiều cái duyên trong thời gian sắp tới. Với Achi, Achi có thể gửi lời chào cũng như là chia sẻ với khán giả, với những người là fan của Achi, hay với những người em đang theo đuổi đam mê này cùng với mình không? Cam của Achi là đây nhỉ? Thật ra thì cái ngành này nè, mọi người khi mà mọi người ủng hộ vào đội tuyển nào đó, khi mà đội tuyển nó thua thì mọi người buồn thì họ cũng buồn, mọi người buồn một họ buồn 10, nên đừng dùng những lời mà cay độc đối với họ. Mình chỉ nên ủng hộ họ một cách thầm lặng thôi, đừng dùng những từ mà kiểu như cay nghiệt. Mình nghĩ cái mấy cái từ đó không hợp, tại vì mình đã từng trải qua rồi. Mọi người nghĩ cái những gì đó mọi người nói chỉ là sướng trong nhất thời thôi, nhưng mà ra sẽ để lại một cái tổn thương với những cái game thủ hiện tại. Hy vọng là mọi người có ủng hộ đội tuyển nào thì mọi người hết lòng ủng hộ đội tuyển đó, đừng nên quay lưng với họ. Cái đó là cái thông điệp mà chị muốn gửi tới mọi người. Thì cái đó sẽ làm cho cái cộng đồng mình nó tốt hơn, và từ đó cái cộng đồng tốt hơn thì game thủ cũng sẽ được an tâm hơn khi thi đấu. Họ không sợ bị mắc sai lầm. Có sai lầm thì họ cũng mình biết mình sai lầm như này, mình không bị cộng đồng chửi thì mình từ từ mình sửa. Còn khi mà các bạn đã diêm một người xuống á, thì họ sẽ không có cái cách nào vượt lên được. Ok. Vâng. Mỗi một khi những người yêu quý chúng ta, những người được gọi là fan, ủng hộ, quay lưng, hay đôi khi chỉ là không hài lòng với đội tuyển mà mình yêu thích, một câu nói ra chỉ là nhất thời, nhưng tổn thương để lại cho những game thủ, những vận động viên chuyên nghiệp là rất là sâu, là xa. Không một ai mong muốn đội tuyển mình yêu thích thua hay thất bại cả. Nhưng chúng ta buồn một thì những tuyển thủ còn buồn 10. Hy vọng rằng sau buổi nói chuyện và chia sẻ của Achi ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cộng đồng game lành mạnh, văn minh và rộng mở hơn. Những con người thật sự theo đuổi đam mê và ủng hộ những vận động viên chuyên nghiệp. Hy vọng những vận động viên chuyên nghiệp cũng sẽ có những tầm nhìn xa hơn với nghề nghiệp của mình, chuyên tâm và yên tâm hơn với công việc của mình. Hy vọng rằng sẽ có nhiều nhà đầu tư quan tâm cũng như rót tiền vào ngành eSports, và cũng thật sự quan tâm chia sẻ với các em. Một lần nữa cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm chương trình Chuyện eSports, và hy vọng sẽ được gặp lại quý vị các bạn vào 7 giờ tối thứ 7 tuần sau. Đừng quên đăng pop-ups ở ngay bên dưới để theo dõi những tập mới nhất của Chuyện eSports cũng như những nội dung khác nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hy vọng sẽ được gặp lại. Một công ty hiện nay đã và đang đầu tư rất chuyên sâu vào các bộ môn eSports ở Việt Nam, đặc biệt rất thành công với lại PUBG. Đó, Đông đang ngủ bụi ở một cái quán net. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ là gì nhỉ? Chưa hiểu vô liêm sỉ. Cái này thú vị nè, thề từ ngày về Việt Nam thì chưa bao giờ hiểu được cái từ vô liêm sỉ đấy. Ông phải hỏi tôi là vô liêm sỉ, tại sao lại là vô liêm sỉ chứ ông không hỏi. Ờ thế hả? Chưa chị, thế hả? Ok. Ông phải hỏi. Những gì mình mất là gì? Mình mất tiền em ạ. Nhà mình có thiếu gì ngoài tiền đâu. Chị giận em.